Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 323. Thẩm Ngọc Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đến lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên từ sau lưng anh ta. Tôi ở đây. Trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Bình cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Đến khi xoay người lại mới thấy Lâm Minh đã đứng từ sau lưng mình từ lúc nào không hay biết. Cơ thể Thẩm Ngọc Bình cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Anh ta nhìn thấy trong mắt Lâm Minh tràn đầy sự tịch mịch và oán hận. Đây là nỗi oán hận không thể hóa giải, sự thù hận khiến người ta không thể buông bỏ. Đó là quyết tâm của Lâm Minh. Giờ phút này Thẩm Ngọc Bình mới hiểu, trừ khi Lâm Minh chết, nếu không mọi thứ trên thế gian này không gì có thể ngăn cản anh báo thù. Thời Lâm, tôi vô tội, tôi vô tội. Cái chết của tôi chứ thực sự không liên quan gì đến tôi. Thẩm Ngọc Bình hoàn hồn trở lại, gian nan lùi về phía sau. Thế nhưng vô dụng, Lâm Minh đặt một tay lên vai anh ta, ánh mắt vẫn bình tĩnh và oán hận. Cậu chú cẩn thận, thả cậu chú của chúng tôi ra. Người bên cạnh run lẩy bẩy hét lên, cũng có người xông lên muốn ngăn cản, nhưng một giây sau đó ầm, nắm đấm của Lâm Minh nhanh đến mức như biến thành vô hình, đấm xuyên người đầu người đó. Đầu người đó nổ tanh tành như quả dưa hấu, tử vong tại chỗ, vô cùng thê thảm. Hả? Mình xung quanh đều bị dọa sợ. Thẩm Ngọc Bình có tuyệt vọng đến tột cùng, vội vàng quay đầu lại định cầu cứu chú ba. Nhưng khi anh ta quay đầu mới biết lúc này không còn ai có thể cứu anh ta. Người đàn ông đầu trọc và những người khác vẫn còn đang chiến đấu với Nguyên Tinh. Nhưng lần này hai bên không phải đang đánh ngang tay, mà là Nguyên Tinh dốc hết sức kìm chân đám người đó. Người đàn ông đầu trọc và các cao thủ nhà Thẩm không thể thoát khỏi Nguyên Tinh, càng đừng nói là phân thân ra cứu Thẩm Ngọc Bình. Hai chân Thẩm Ngọc Bình nhũn ra, trong lòng tuyệt vọng, đứng không vững được nữa, ngã sụi lơ trên mặt đất. Anh ta run rẩy, ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Thầy Lâm, tôi thực sự vô tội mà. Đêm hôm đó, anh gọi điện thoại cho tôi chứ, trước cục đã nói gì với tôi chứ? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ bảo cô ấy mau chóng nghỉ ngơi. Ánh mắt Thẩm Ngọc Bình dao động, nói lắp bắp. Lâm Minh nghe vậy, ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh ta. Thẩm Ngọc Bình, nếu anh thành thật nói ra, thật ra tôi có thể xử lý anh nhẹ nhàng một chút. Chủ tịch Lâm, tôi nói sự thật, nếu anh còn cố chấp tiếp tục lừa dối thì anh nên biết tôi là một bác sĩ, còn là một bác sĩ đông y. Tôi có hàng vạn cách có thể khiến một người sống biến thành sống không bằng chết. Anh thật sự muốn trải nghiệm sao? Lâm Minh nói ra, giọng nói như ma quỷ. Thẩm Ngọc Bình sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy điên cuồng, suýt chút nữa thì linh hồn đã rời khỏi thể xác. Nhưng anh ta biết kết cục của việc nói thẳng là gì. Anh ta dự định tiếp tục nghiến răng kiên trì, không chịu thừa nhận. Lâm Minh nhẹ nhàng đâm từng cây châm bạc vào ngực anh ta. A! Thẩm Ngọc Bình ngã thẳng xuống đất, đau đớn lăn lộn, gào khóc điên cuồng, không ngừng gãi người mình. Ngứa quá, khó chịu quá. A! Thẩm Ngọc Bình hét lên, da thịt trên người bị cào toát, lộ ra vô số vết máu. Người bên cạnh đều bị dọa sợ. Lâm Minh rút châm bạc trên ngực anh ta ra. Trong mắt, sự ngưỡng ấy trên người Thẩm Ngọc Bình biến mất, người cũng ngừng lăn lộn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Thẩm Ngọc Bình giống như đã già đi mấy tuổi, tinh thần bỗng chốc suy kiệt, toàn thân đầy vết máu cực kỳ chật vật. Anh ta nằm dưới đất thở hổn hển. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Lâm Minh nói ra. Có thể, tôi nói hết. Thẩm Ngọc Bình yếu ớt nói. Vậy tối ngày đó anh và điện thoại đã nói cái gì? Một số chi tiết hoàn thiện của hợp đồng. Chi tiết sao? Thực ra, trước khi ký hợp đồng, chúng tôi đã mượn danh một công ty quảng cáo ký một hợp đồng quảng cáo đơn giản với ô tô dư. Chứ thực tế, hợp đồng quảng cáo có liên quan đến hợp đồng ký tối hôm đó. Nếu xem riêng một hợp đồng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu liên kết hai hợp đồng với nhau, đọc lại một lượt thì không đơn giản. Nội dung của hợp đồng quảng cáo là gì? Lâm Minh hỏi ra. Hợp đồng quảng cáo đó là một cái bẫy. Ô tô dư không nhận ra sau khi cô ấy ký hợp đồng tối hôm đó. Cô ấy đã vi phạm hợp đồng quảng cáo đơn giản lúc trước. Theo nội dung trên hợp đồng quảng cáo, cô ấy phải đền cho tôi 10 tỷ tiền mặt. Thẩm Ngọc Bình nói ra, 10 tỷ sao? Ánh mắt Lâm Minh trở nên hung dữ. Cô ấy không thể bồi thường nổi. Anh làm vậy là cố ý ép cô ấy tự sát đúng không? Tôi dù chết thì ngôi sao mà nhà họ Thẩm chúng tôi đào tạo ra có thể chiếm thị trường giải trí trong nước, trở thành ngôi sao nữ số 1 giới giải trí. Nhà Thẩm chúng tôi cũng có thể thống trị giới giải trí trong nước. Thế nên đây là kế hoạch của giờ Thẩm sao? Đúng là người giờ Thẩm sai tôi làm. Thẩm Ngọc Bình nói ra. Là mình hít sâu một lượt,
Chủ tịch Lâm, bây giờ anh có thể tha cho tôi được chứ? Tôi nói, tha cho anh lúc nào? Lâm Minh lại đồng nói, hả? Nhưng anh âm. Lâm Minh đập tới một quyền, đấm xuyên ngực Thẩm Ngọc Minh, đánh nát tim bên ta. Thẩm Ngọc Minh rùng mình, hai mắt trợn lớn, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Thầy Lâm, anh phải chết. Nếu anh thẳng thắn nói ra, tôi hãy cho anh một cách đi nhanh gọn. Nếu không, tôi sẽ giày gò anh 7-7-49 ngày anh mới chết. Lâm Minh nói, đột ngột rút cánh tay ra. Thẩm Ngọc Minh phun ra ngụm máu, sau đó cổ nghiêng sang một bên, chết ngay tại chỗ. À, xung quanh vang lên vô số tiếng thét chói tai. Cậu chủ chết rồi, cậu chủ chết rồi, thần ân giết chết cậu chủ rồi, cậu chủ chết rồi. Tiếng la hét kinh hoàng tuyệt vọng vang không dứt. Người giờ thấm để bị dọa sợ. Ngọc Minh, người đang đầu trọc đang chiến đấu kịch liệt bên này, quay đầu qua nhìn, không khỏi kinh hãi biến sắc, từ bỏ nguyên tinh mà lao thẳng tới đó. Đừng hòng bỏ chạy. Nguyên tinh thừa thế đánh ông ta một chưởng. Ầm. Người đang đầu trọc trúng chưởng sau lưng, bay ngược ra xa, ngã xuống đất cực kỳ chật vật. Ông ba, người nhờ thấm tụ tập lại, tay chân đúng cuốn dìu ông ta dậy. Tôi không sao. Người đang đầu trọc lau máu bên khóe miệng, nhìn Thẩm Ngọc Minh không còn đồng tĩnh gì, biết anh ta đã chết, thế là chỉ anh từ bỏ. Nguyên tinh vẫn còn định giết tới, dừng tay. Người đang đầu trọc quát lớn, Nguyên tinh không hề nghe. Đợi đã, nghe xem ông ta muốn nói gì. Lâm Minh nói ra, lúc này Nguyên tinh mới dừng bước. Người đang đầu trọc thở dốc nói ra, thầy Đại Lâm, chúng ta không cần đánh nhau nữa rồi nhỉ. Thẩm Ngọc Minh đã chết, chuyện này cũng xem như có kết quả, hận thù trong lòng cậu đã tiêu tan rồi đúng không? Người xung quanh ngay vậy lập tức hiểu ý của ông ta, đấy là địch dàn xếp hòa bình. Suy cho cùng, thực lực của thầy Đại Lâm quá mạnh, lại có thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo trợ giúp, sao nhà họ Thẩm có thể chọc vào một kẻ địch mạnh như vậy chứ? Không phải vừa rồi ông nói nếu tôi động vào Thẩm Ngọc Minh, ông sẽ khiến tôi không ra khỏi được cánh cửa này sao? Bây giờ tôi đã giết Thẩm Ngọc Minh, có phải ông nên thực hiện lời tuyên bố của ông lúc nãy hay không? Lâm Minh nói ra. Người đông đầu trọc biến sắc, vừa rồi là tôi có mắt không trồng, không biết năng lực của thầy Đại Lâm. Bây giờ ta đã biết thầy Đại Lâm có bản lĩnh hơn người, lại có Đông Hoàng giáo trợ giúp, tôi phục cậu rồi. Xin lỗi thầy Đại Lâm vì lời nói ngông cuồng vừa nãy. Xin lỗi thì không cần đâu. Tôi hỏi ông, chuyện ép tôi như tự sát là ý quan trong nhà Thẩm? Lâm Minh nói ra. Người đông đầu trọc ngạc nhiên, lập tức hiểu ra điều gì đó, chỉ hòa Thẩm Ngọc Minh nói ra, là ý của thằng nhất đó, đấy là định đổ tội cho người chết. Ông đang đùa giỡn tôi sao? Lâm Minh lại lùng nói, Thẩm Ngọc Minh vẫn chưa có quyền quyết định ở nhà Thẩm các ông. Thầy Đại Lâm, tôi nói là sự thật. Người đông đầu trọc do dự một lúc nói ra, tôi cho ông một phút, trong vòng một phút phải nói ra tất cả những người tham gia vào chuyện này, đồng thời đáp ứng với tôi, giao bọn họ ra, nếu không tôi sẽ giết cả nhà Thẩm. Lâm Minh nói ra. Đám người kia kinh hãi, da đầu tê rần. Người đông đầu trọc cũng sững sờ. Ông ba, chuyện này phải làm sao? Với thực lực của Thần Lâm còn thêm ông lão kia, chúng ta e là không phải là đối thủ. Đám người run rẩy, sợ hãi đến tột cùng. Người đông đầu trọc nghiến răng khẽ nói, chuyện đã đến nước này, chúng ta không còn được chọn nào khác, nếu không cúi đầu e là sẽ chết ở đây. Ông ba, ý ông là... Người đông đầu trọc không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thầy Đại Lâm, tôi có thể nói cho cậu biết những ai đã tham gia vào chuyện này, nhưng có thể giam người ra hay không, không phải tôi nói là được. Cậu phải để chúng tôi về, xin gia chủ giao nộp người ra để xoa dịu lửa giận của cậu. Để một người về báo tin là được, những người khác cứ đợi ở đây. Lâm Minh nói ra. Thầy Đại Lâm, cậu sao? Các người có ý kiến gì sao? Lâm Minh liếc nhìn người đông đồn trọc. Trong lòng ông ta cũng tràn ngập lửa giận, nhưng không có cách nào khác, chỉ đến nghiêng đầu nói ra, tiểu giả, ông ba. Người tên tiểu giả vội vàng lên tiếng, cậu mau quay về xin gia chủ giao những người tham gia vào chuyện này ra theo lời thầy Đại Lâm. Nói gia chủ dẫn bọn họ đến đây giao cho thầy Đại Lâm để thầy Đại Lâm xử trí, nghe rõ chưa? Người đông đầu trọc nhìn tiểu giả không ngừng chớp chớp mắt nói ra, tiểu giả không phải là kẻ gốc, sao thể không hiểu ý của ông ba? Ngay lập tức gật đầu, ông ba yên tâm, tôi quay về ngay. Được. Không lâu sau, tiểu giả chạy ra khỏi sân sau. Những người khác thì thành thật chờ ở đó, có người của Lâm Minh trông coi. Thầy Đại Lâm hình như bọn họ đi gọi cứu binh. Nguyên tình liếc nhìn bóng lưng rời đi của tiểu giả không nhìn được nói ra, cứ để bọn họ đi gọi. Đúng rồi, cứu binh của chúng ta khi nào tới? Lâm Minh hỏi. Nguyên tình lấy điện thoại đời cũ ra xem đồng hồ, bình tĩnh nói, có lẽ là nửa tiếng nữa. Bao nhiêu người? Theo lời dặn của cậu, tất cả mọi người đều đến. Nguyên tình cung kính nói, tốt. Lâm Minh gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Người đông đầu trọc ở bên này thì sắp sợ vỡ mật. Thầy Lâm
cũng có cứu binh sao? Cứu binh của thời đại làm sao? Đó là những người như thế nào vậy chứ? Dương Hoa sao? Nên là câu hỷ vân của Dương Hoa hay Từ Thiên thì không có gì phải sợ. Thế nhưng đến cả Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng Giáo cũng bên cạnh Thành Lâm, thì có phải là Đông Hoàng Giáo cũng đã thành phục thời đại Lâm rồi không? Hơn nữa, có tin đồn rằng cả Kỳ Lân Môn, Đảo Phong Ưu, các tông phái ẩn thế khác cũng có liên kết với thời đại Lâm. Nếu những thế lực này mà liên minh lại thì chắc chắn kết cục của nhà Thẩm sẽ vô cùng thê thảm. Lần này dẫm phải đinh rồi. Người đông đầu trọc, mặc áo bào trắng mặt tái mét nhìn lên mình. Thành Lâm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Lẽ nào thực sự không có cách giải quyết khác sao? Nhà Thẩm đồng ý đưa ra thành ý cao nhất, chỉ mong Thành Lâm bất giận. Ông có thể đại diện cho nhà Thẩm sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Có thể, đương nhiên là có thể. Người này vội vàng lên tiếng. Anh của tôi chính là gia chủ nhà Thẩm. Tôi tin là anh tôi nhất định sẽ đồng ý với quyết sách của tôi. Được, nếu ông đã có thành ý như vậy thì gọi những người có liên quan tới chuyện này giao cho tôi xử lý, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Lâm Minh thản nhiên nói. Người đâu cặp đầu dịch bệnh. Hình Lâm, thực sự không có cách xử lý nào khác sao? Không, đó chỉ là một nghệ sĩ của công ty cậu thôi mà. Tôi biết cậu đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để xây dựng hình tượng cho cô ấy, nhưng những tổn thất đó chúng tôi đã thể bồi thường cho cậu. Ông cho rằng tôi dư chỉ là một nghệ sĩ chuyên hoa thôi sao? Lâm Minh đánh mắt lại. Người ông dịch bệnh, vậy cô ấy còn là ai chứ? Em gái tôi. Lâm Minh điềm đạm nói. Em gái? Người đông bàng hoàng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn nở nụ cười. Thành Lâm, nếu như chỉ vì một người phụ nữ thì hà tất phải như thế? Nhà Thẩm chúng tôi có thể tặng cậu vô số người đẹp, phụ nữ mà có thể thiếu được sao? Xem ra ông không có thành ý rồi. Tôi nói em gái là em gái thật chứ không phải là ý kia. Sao có thể được chứ? Người đông không tin. Ông ta không hề có thông tin này. Trước khi ra tay với Tô Dư thì bọn họ cũng đã điều tra. Tô Dư căn bản chẳng có liên quan gì tới chủ tịch Lâm. Việc anh bồi dưỡng cô ấy cũng chủ yếu là thông qua Tống Kinh. Theo nhà họ Thẩm thấy, Tô Dư còn có mối quan hệ sâu sắc với Tống Kinh hơn cả chủ tịch Lâm nữa. Ông có biết Lâm Minh không? Lâm Minh hỏi. Lâm Minh sao? Sao thầy không biết được chứ? Chủ tịch Lâm đó là chồng cô Tô Nhan, người mà cậu đang để ý mà ít nhiều chúng tôi cũng có tìm hiểu đó. Người đàn ông đầu trọc mỉm cười nói ra. Vậy ông có biết Tô Dư và Lâm Minh có mối quan hệ gì không? Lâm Minh lại hỏi. Biết chứ, Tô Dư là chị vợ của Lâm Minh. Đúng vậy, là chị vợ của Lâm Minh bị ức hiếp thì cậu ấy có ngồi yên được không? Điều này, chủ tịch Lâm, cậu có ý gì? Người đàn ông đầu trọc bỗng dưng có dự cảm chẳng lành. Lâm Minh chỉ xà tới gần, xích cổ người đàn ông và kéo lại gần. Tôi chính là Lâm Minh. Anh vừa dứt lời, người đàn ông tưởng như sẽ đánh ngang tai. Ông ta như hóa đá, đầu óc ông ta trở nên trống rỗng. Ông ta trố tròn mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú với vẻ không dám tin. Lâm Minh sao? Người là trò cười của cả Giang Thành đó sao? Người mà bị cắm sừng của cả đất nước đó sao? Đó là một thằng ở rễ vô dụng mà. Người như vậy sao có thể chính là Thành Lâm vô song được chứ? Không thể nào, không thể nào. Ông ta run rẩy, mặt cắt không ra hột máu. Lâm Minh không hề nói gì, chỉ rút một cây châm ra và đâm vào cổ mình. Trải nhầm mắt cô mà anh biến thành nét mặt của Lâm Minh. Người đàn ông trợn ngược mắt, Lâm Minh lại rút cây châm ra, dáng vẻ Thành Lâm lại xuất hiện trở lại. Người đàn ông đầu trọc ngồi bệt xuống đất, ông ta không dám tin vào mắt mình. Nhà họ Thẩm hại chết chị vợ của tôi, các người cảm thấy chuyện này cứ thế là xong sao? Lâm Minh vỗ vai ông ta, gằn giọng. Thành Lâm, thực sự không thể thương lượng được nữa sao? Người đàn ông run rẩy, không. Lâm Minh lắc đầu, điều đàn nói. Tôi biết vừa rồi ông đế người của ông về là để điều động cứu viện, thế nhưng tôi không hề nói dối. Bởi vì mục đích của tôi ở đây chính là để giết cả nhà các người. Ngay từ đầu các người đã được mặc định là đã sẽ chết rồi. Giọng nói như ma quỷ quanh khiến người đàn ông đầu trọc tắt mũi lạnh. Ông ta loạn choạng. Không, ông ta bừng tỉnh vội hét lớn. Thầy Lâm, không thể làm như vậy được. Đang xung quanh sợ hết hồn. Hai người họ đứng rất gần và nói rất khẽ, nên những người xung quanh không biết bọn họ đang nói cái gì. Họ chỉ bị giật mình bởi biểu cảm của người đàn ông này. Rõ ràng là ông ta đã vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra gì vậy chứ? Lâm Minh không nói gì, chỉ đứng im chờ đợi. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi chạy tới, cửa xe mở ra, cao thủ nhà Thẩm bước xuống. Thẩm Hạo Thắng, gia chủ nhà Thẩm cũng có mặt. Ông ta bước tới với khuôn mặt tối sầm đầy vẻ tức giận, nhưng nhìn thấy thân Lâm Minh nằm bất động dưới đất, Thẩm Hạo Thắng không người giống như mất hồn. Ông ta run rẩy ôm lấy thi thể Thẩm Ngọc Minh. Ngọc Minh, đừng sợ, cha tới rồi, đừng sợ, cha đưa con về nhé. Thẩm Hạo Thắng rơi nước mắt ôm chặt cơ thể con trai,
Trái tim ông ta như vỡ ra. Anh cả, người đàn ông đầu trọc hét lên: là ai làm? Thẩm Hạo Thắng hỏi. Tôi. Lê Minh Thành nhìn đáp lại: cậu chính là Thành Linh sao? Thẩm Hạo Thắng nói bằng vẻ vô cảm: đúng vậy. Tại sao lại giết con trai tôi? Người dòi thẩm giết người của tôi thì tôi giết con trai ông, có vấn đề gì sao? Lê Minh đi ra nói: Thành Linh, có phải cậu thấy cậu là nhất trên đời này không? Có phải cậu cho rằng ở trong đất nước này cậu muốn làm gì thì làm hay không, người khác đều phải sợ cậu đúng không? Thẩm Hạo Thắng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại. Tôi nói cho cậu biết, tôi Thẩm Hạo Thắng tuyệt đối không sợ cậu. Lê Minh không nói gì. Thẩm Hạo Thắng đặt thi thể Thẩm Hạo Minh xuống đất, hét lớn: người đâu? Có. Người dòi thẩm lập tức lao lên, có tới cả ngàn người. Hả? Mấy người từ thiên sững sờ. Người tình liếc nhìn xung quanh nhưng cũng không cảm thấy quá căng thẳng. Là mình thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm vốn có. Lúc này Từ Thiên nghe điện thoại, ông ta tái mặt, vội chạy tới nói nhỏ với Lâm Minh: chủ tịch Lâm, người dòi thẩm tới cả rồi, bên ngoài đổ hàng trăm chiếc xe, hơn nữa còn vẫn còn đang lũ lượt kéo tới. Vậy sao? Vậy thì tốt, đỡ lãng phí thời gian, tôi xử lý cả nhà thẩm. Lâm Minh gật đầu. Từ Thiên nghe thấy vậy định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Ông ta không rõ lắm mọi chuyện, với tình hình trước mắt này, người của họ ít thế này thì có lẽ chẳng bỏ bèn gì. Tờ Tin lo lắng. Nguyên Tinh và Lâm Minh ngược lại rất điềm đạm, thế nên ông ta cũng đành phải ngoan ngoãn đứng yên ở đó. Thầy Lâm, tôi có biết về sự tích của cậu, ngày đó đến cả cổ phái cũng bị cậu hạ gục rồi. Mặc dù cụ thể thế nào tôi không biết, nhưng tôi nói cậu biết, cổ phái không xử lý được cậu không biết, nghĩa là nhà thẩm chúng tôi cũng thế. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ bắt cậu phải đền mạng cho con trai tôi. Thẩm Hạo Thắng gầm lên, đôi mắt hầm hầm sát khí. Anh cả, không được đâu. Người đông đầu trọc vội vàng lao lên, kéo bắt tay Thẩm Hạo Thắng. Anh cả, đừng có phạm sai lầm nữa. Nếu đấu nhau với thầy Lê Lâm thì nhà họ Thẩm chúng ta sẽ xong đời đó. Chú đang nói linh tinh gì vậy chứ? Con trai tôi chết rồi, chú là chú ba mà lẽ nào là không muốn báo thù cho đó sao? Thẩm Hạo Thắng tức giận đẩy người đông đầu trọc ra, xông lên giết chết thầy Lê Lâm cho tôi. Không được lên, không ai được hành động, nếu không sẽ bị đuổi hết ra khỏi nhà thẩm. Người đông đầu trọc gầm lên. Những người thuộc hạ đang định lao lên bèn nhìn nhau. Thẩm Hạo Thắng tức giận quát lớn: rốt cuộc ông ta là gia chủ hay tôi là gia chủ đây? Xông lên, nghe thấy chưa? Nếu nào các người muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Vâng, thưa ông. Đánh đông gật đầu: không. Người đông đầu trọc lao tới trước ngăn đánh thuộc hạ lại, tất cả đều bàng hoàng: chú ba, chú thực sự muốn đối đầu với tôi sao? Thẩm Hạo Thắng tức giận. Người đông đầu trọc quỳ thập xuống, dập mạnh đầu, sau đó vừa dập vừa gào lên: anh cả, nghe em nói một câu thôi, đừng đối đầu với thời đêm nữa. Tôi với em cầu xin anh đó, anh cả, em xin anh đó. Ông ta vừa khóc lóc vừa xin xỏ, giống như một tên điên, máu túa ra từ trán người đông đầu trọc. Người dòi thẩm trố tròn mắt, đến cả Thẩm Hạo Thắng cũng bằng hoàng. Hành động của người em khiến ông ta không hiểu gì cả. Cậu ta đã làm gì vậy chứ? Gia chủ, chuyện này đã đồng bối rối. Sắc mặt Thẩm Hạo Thắng trong vô cùng khó coi, ông ta siết thành nắm đấm: chú ba, chú đi rồi sao? Đội quân tinh nhuệ của nhà thẩm hôm nay đều ở đây, lẽ nào là không đối phó nổi thời đêm sao? Không, anh cả, anh không chỉ đối phó với mỗi thời đêm đâu, mà còn đối đầu với một thế lực khổng lồ. Thời đêm không hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Người này lại gào lên: chú có thường nhà thẩm chúng ta đến như vậy cơ sao? Thẩm Hạo Thắng giơ tay lên: để tôi cho chú thấy sức mạnh thật sự của nhà thẩm chúng ta. Dứt lời, âm thanh kỳ lạ đồng loạt vang lên, hàng trăm bóng hình bay vào, đáp xuống mái nhà, tường, sân của trang viên nhà họ Thẩm. Đồng thời các cao thủ khác từ bốn phương tám hướng cũng chạy vào. Đúng thế, đám cao thủ này nhảy từ ngoài vào đây. Bọn họ thể nhảy cao tới 7-8 mét, chẳng khác gì siêu nhân. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, hơn nữa không chỉ có một người mà tất cả đều làm được như vậy. Tất cả những người mà Thẩm Hạo Thắng điều tới đều giỏi như thế. Trong nháy mắt, không gian đã chật kín người nhà Thẩm. Giờ thì tất cả đã bị bịt kín. Toàn bộ đám cao thủ đều kiên chặt ánh mắt lên Lâm Minh, chỉ đợi một câu của Thẩm Hạo Thắng thì bọn họ sẽ xẻ Lâm Minh ra thành hàng trăm ngàn mảnh. Nhìn thấy chưa, chú ba, đây là đội long vệ của gia tộc, toàn bộ các trưởng lão và những cao thủ tinh nhuệ nhất đều được tôi cử tới đây. Hôm nay đừng nói là Thầy Lâm, ngay cả Đại La Kim Tiên có mặt cũng sẽ bị hạ gục thôi. Thẩm Hạo Thắng nói ra, đây cũng là con át chú bài của ông ta, cũng là điều khiến ông ta tự tin. Nhìn thấy cảnh tượng đó, người đông đầu trọc cũng phải bàng hoàng. Thế trận này thực sự ông ta chưa nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng thế trận này thực sự có thể đối phó được với Thành Lâm không? Người đông đầu trọc không dám chắc. Thành Lâm, tôi vốn định chia cậu thành 8 miếng thôi, nhưng chú ba nhà tôi xin cho cậu thì tôi nể mặt chú ấy. Chỉ cần cậu dập đầu trước thi thể con trai tôi rồi nhận tội, tôi sẽ để cậu
được ra đi mát mạch hơn một chút. Về phần những người bên cạnh cậu, tôi cũng sẽ không làm khó họ, sẽ tha cho họ. Cậu thấy thế nào? Thấm Mặt Thắng nói về vẻ vô cảm, Lê Minh chỉ lắc đầu từ chối. Vậy cậu thực sự muốn chết không toàn thây sao? Thấm Mặt Thắng tức giận. Muốn tôi chết không toàn thây được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của ông đã. Lê Minh nói ra, được, được, tốt lắm. Thấm Mặt Thắng tức run lên. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi đó. Chú ba, không phải là tôi không cho cậu ta cơ hội đâu cho nha. Nhưng cậu ta không biết quý trọng. Chú tránh qua một bên, nếu còn tôi xử lý luôn cả chú đó. Anh cả, giết cậu ta cho tôi. Thấm Mặt Thắng gầm lên, ông ta lao lên phía trước. Ông ta đã ra tay thì chắc chắn những người khác sẽ không do dự. Cả bầu không khí trở nên sục sôi. Đúng lúc trận chiến sắp bắt đầu thì một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Chú Trần Lâm, đội cứu viện đã tới rồi. Cứu viện sao? Nhờ Thấm ngạc nhiên vô cùng, Thấm Mặt Thắng cũng âm thầm nhíu mày. Trần Lâm còn có cứu viện sao? Mặc kệ, bây giờ ta chỉ muốn là mình chết. Đúng lúc này một giọng hét lớn vang lên, gia chủ, gia chủ. Giọng hét đó làm mọi người kinh ngạc. Bọn họ vội vàng nhìn về phía người vừa nói ra, lúc này mới nhìn thấy là quản gia vội vàng chạy vào. Quản gia vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, bò ranh vào trong này. Người nhà Thấm đều dừng tay, kể cả Thấm Hào Thắng. Ông ta cảm thấy không ổn. Quản gia đã theo ông ta mấy chục năm, làm việc luôn rất trầm ổn, vì sao lần này lại kinh hoàng thất thố như vậy chứ? Chuyện gì khiến ông thất thố như vậy, thật mất mặt. Thấm Hào Thắng nhíu mày hỏi, gia chủ, tới rồi, tới rồi. Quản gia nó đang lộn xộn, run lẩy bẩy vô cùng bàng hoàng. Cái gì tới rồi? Ông nói đàng hoàng cho tôi nghe. Thấm Mặt Thắng vô cùng tức giận, tát ông ta một cái, nhưng tôi quát lên. Quản gia ôm mạch, lúc này mới bình tĩnh lại một chút, nhưng giọng nói không hề nhỏ, hét lên. Đông Hoàng Giáo, người Đông Hoàng Giáo đến rồi. Đông Hoàng Giáo tìm Thấm Mặt Thắng đập mặt. Người đây ông ta nghe nói tin tức về Đông Hoàng Giáo. Nghe nói Đông Hoàng Giáo đã hoàn toàn thống nhất, Đông Hoàng Thần Quân mới ra xuất hiện. Mặc dù Đông Hoàng Giáo nay không bằng xưa, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thực lực của bọn họ vẫn khiến người khác kiêng dè. Chỉ là Đông Hoàng Giáo cách nơi đây rất xa, hơn ở nhà Thẩm và Đông Hoàng Giáo không có gì khúc mắc, vì sao bọn họ lại chạy đến đây chứ? Gia chủ, mới có cổ phái họ đến rồi. Lúc này một người nhà Thẩm lại chạy đến, thở hổn hển truyền tin cổ phái. Thẩm Hà Thắng sáng mắt lên mừng rỡ nhìn sang. Hờ, đến đúng lúc lắm. Người có cổ phái tất nhiên là biết được nhà Thẩm chúng ta đang giằng co với Thành Lâm, lần này đến để giúp nhà Thẩm chúng ta một tay. Lần này cậu đối phó như thế nào đây? Ha, ông ta vô cùng đắc ý nhìn Lê Minh với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và dữ tợn. Gia chủ, người có anh Mặc Tông cũng đến rồi. Gia chủ, nhóm người bên ngoài tự xưng là phái Mã Sơn. Gia chủ, người có Thiếu Cương Môn cũng đến. Gia chủ, nhà họ Lưu ở tỉnh Quế Vân cũng đến rồi. Hết người này đến người khác chạy vào quá tim. Lần này đã khiến Thẩm Hào Thắng thấy không ổn. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, vì sao những người của thế tộc tông môn này lại giống như cùng hẹn nhau đến đây chứ? Chưa nói tới sự tồn tại lớn như Đông Hoàng Giáo và cổ phái, vì sao ngay cả người của thế gia nhỏ, tông phái nhỏ cũng chạy đến đây chứ? Bình thường nhà Thẩm cũng quan tâm đến đám nhân vật nhỏ này bỏ đến đây làm gì chứ? Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi. Trong khi Thẩm Hào Thắng đang suy nghĩ, người đông đầu trọc ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, bộ dạng như người mất hồn. Chú ba, có phải chú biết gì rồi không? Thẩm Hào Thắng hỏi, nhưng người đông đầu trọc giống như không nghe thấy ai nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. Trong lòng Thẩm Hào Thắng nôn nóng, cũng chẳng muốn hỏi nữa, quát lên với người phía dưới, đi, hỏi ra mục đích của bọn họ, nếu là đến làm loạn thì đuổi đi hết cho tôi, nếu là đến giúp tôi diệt Thành Đa Lâm thì mau chóng mời vào đây, rõ chưa? Vâng. Người xung quanh đồng loạt gật đầu. Ngoài trong kia đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, sau đó nhiều bóng người chạy vào vườn hoa sau nhà. Bọn họ nhảy thẳng đến chỗ cao thủ nhà Thẩm đứng trên tường rào và trên nắp nhà, tốc độ cực nhanh, khí tức đáng sợ cứ như sấm rền chớp giật. Cao thủ nhà Thẩm đứng xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã bị những người đó bóp cổ hoặc dùng kiếm kề ngay tim, tất cả đều bị khống chế. Hả? Thẩm Hào Thắng vô cùng chấn kinh. Ở cổng lớn lại có một nhóm người bước nhanh vào trong. Thẩm Hào Thắng nhận ra người đứng đầu, đó là Thái Thượng Trưởng Lão của cổ phái Tà Tùng Dương. Thẩm Hào Thắng còn nhớ ông ta từng gặp qua người này, đó là ở đại hội giám dược do cổ phái tổ chức. Vì có chút hỗn loạn, thủ lĩnh của cổ phái Công Tôn Đại Hoàng lại không có ở đó, nên Tà Tùng Dương đã ra mặt giải quyết. Đó là một nhân vật lớn với bản lĩnh cao cường, mấy người gây rối cũng có năng lực không tầm thường, nhưng Tà Tùng Dương chỉ hừ một tiếng, phóng trường năng lượng ra đã dọa cho đám người đó quỳ xuống đất không dám động đậy. Thật là có người đó tất nhiên không hề thua kém gì Thầy Đại Lâm. Có người đó ở đây cần gì phải sợ Thầy Lâm chứ?
Thẩm Hoàng Thắng hoàn hồn trở lại, trong lòng rất vui vẻ, vừa vàng tiến tới chắp tay tìm bố Tào. Sao ông lại đến đây, thật là tốt quá, có ông ở đây Hạ Thắng không còn gì phải lo lắng nữa, ha ha ha. Nhưng ông ta vừa dứt lời, Tào Thuận Dương chỉ lý ông ta rồi không còn quan tâm, ngược lại bước nhanh đến trước mặt Lâm Minh, quỳ một gối xuống hành lễ. Bái kiến Thần Lâm, bái kiến Thần Lâm. Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống hô to, giọng nói đầy thành khẩn, động tác cực kỳ cung kính như tôn kính thần linh. Cái gì? Thẩm Hoàng Thắng đứng sững tại chỗ, vô cùng hoang mang,